Cho các bạn đây là bộ robot hút bụi lau nhà Roborock S8 Max V Âm Cha. Thì đây là bộ cao cấp nhất, xịn nhất, mới nhất mà Roborock mới ra mắt ở thị trường Việt Nam, cũng như là mới nhất ở thị trường thế giới luôn. Thì cái bộ này nó sẽ là cái bộ nâng cấp gần như là hoàn hảo nhất của Roborock trong cái lĩnh vực hút bụi và lau nhà. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với em xem là hút bụi thì nó đã làm cái gì để cho cái máy của nó hút tốt hơn, lau nhà thì nó làm cái gì để cho cái máy của nó lau nhà tốt hơn, và cái phần mapping, cái phần điều khiển thì nó trang bị cái gì để giúp cho con robot này có thể dễ dàng cho anh em điều khiển hơn, thông minh hơn. Hút bụi thì nó luôn luôn là tính năng cơ bản nhất cũng như là tính năng chính nhất của con robot hút bụi lau nhà, hay là của hệ thống robot hút bụi lau nhà. Đối với Roborock thì họ có một cái mà rất đặc biệt so với lại dạng khác, đó là họ trang bị một cái hệ thống chổi chính kép. Tức là bây giờ thay vì chỉ dùng cái lực hút mạnh để mà hút rác, hút bụi vào trong cái khe rác ở trong con robot này, thì cái chổi kép của Roborock nó còn có thể giống như là gấp cái bụi mang vào trong cái khay để mà cắt đi vậy, hai cái ha, cuốn vào sẽ gấp đi. Thì đây là cái tính năng độc đáo nhất của Roborock so với lại những cái hãng khác. Cái thứ hai ở trong cái con S8 Max V Ultra này thì chúng ta thấy rằng là Roborock trang bị cho nó một cái chổi bên hông á, có thể thò ra được. Thì đây rất đặc biệt. Tại sao đặc biệt? Bởi vì con robot nó hình tròn, khi nó đi vào cái góc nhà hình vuông á thì thường thường nó sẽ bỏ qua một cái khoảng chừng một bàn tay vuông là nó không tiếp cận được. Với cái chổi có thể thò ra ngay góc này thì nó sẽ giúp cho bụi bẩn được đánh lên và được hút vào trong con robot này. Điều đó quan trọng bởi vì sao? Bởi vì anh em biết là khi mà con robot nó dọn dẹp, khi mà chúng ta dọn dẹp hoặc khi gió nó lùa vào nhà chúng ta thì thường thường nó sẽ mang rác bụi lên đến góc nó để, thì cái chổi phụ này giúp cho cái góc đó được làm sạch sẽ hơn. Và bản thân đối với cái app nó cũng có cái tính năng để giúp cho con robot khi mà nó gặp trên bàn, trên ghế hay là cái vật ở trong nhà anh em thì nó cũng sẽ thò cái tay này ra để nó giúp đánh bụi lên và con robot nó sẽ hút bụi. S8 Max V Ultra trang bị lực hút là 10.000 PA. 10.000 PA là một con số rất là lớn hiện nay. Nó như vậy sẽ là con robot hút bụi lau nhà có cái lực hút mạnh thứ nhì. Còn mạnh nhất nó là 11.000, con này là 10.000, tức là mạnh lắm rồi. Thì như vậy đối với lại tính năng hút bụi thì em thấy rằng là Roborock S8 Max V Ultra có rất là nhiều cái điều mạnh mẽ, lực hút cực kỳ mạnh, chổi kép cũng như là cái tay có thể với ra để mà hút được bụi, đánh được bụi lên ở những cái khu vực hiện tại những con robot khác nó không làm gì được hết. Tiếp theo thì dĩ nhiên rồi, nó có cái trạm để sạc robot, nó cũng là một cái trạm đa năng. Thì khi con robot đi về cái trạm này, nó cũng sẽ hút bụi, hút rác từ trong cái khay rác ở trong con robot lên trên cái trạm. Thì cái việc nó hút bụi, hút rác từ con robot lên chạm như vậy á, thì nó giữ cho cái khay rác ở trong con robot luôn luôn được sạch. Nó giữ cho cái filter luôn luôn được sạch. Thì như vậy nó luôn luôn khai thác được cái lực hút 10.000 PA của nó một cách hiệu quả nhất. Và cái khay rác ở trong con robot này, theo thông tin mình đọc của Roborock có thể ghi là 7 tuần anh em mới phải đổ rác một lần. Cái đó chỉ là con số để chúng ta hình dung thôi. Cái chuyện 7 tuần, 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần, 6 tuần hay 8 tuần đó, nó phụ thuộc vào cái cách sử dụng của nhà anh em. Ví dụ như nhà mình rất là sạch, rất là giữ kỹ và không có một cái nguồn bụi nhiều như một số nhà anh em ở dưới đất. Bụi ở mặt tiền đường nó vào rất là nhiều, hay là xung quanh có lá, có cây gì đó nó vào nhiều thì anh em phải hút nhiều. Còn đối với nhà mình nó ít thì có khi mình xài tới 8-9 tuần, nhưng mà nhà anh em bụi hơn thì có thể nó 2-3 tuần thôi. Ví dụ như vậy. Đó, thì về hút bụi nó sẽ là như vậy. Mình đánh giá đây là cái con robot bụi lau nhà hiện tại có khả năng hút bụi tốt nhất. Thứ hai là mình nói về cái lau nhà ha. Lau nhà là gì? Đối với một con robot lau nhà hoặc là đối với công tác lau nhà của chúng ta, nó sẽ giúp hai việc. Thứ nhất á, nó hoàn thiện cái việc hút bụi. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta hút bụi ở nhà chúng ta, khi chúng ta quét nhà chúng ta thì vẫn có những cái bụi, một là nó nhỏ quá, cái lực hút cho dù mạnh tới đâu cũng không hút nó lên được. Nó nhỏ quá thì hai cái chổi không gắp nó lên được, hoặc là vì lý do gì đó nó không được hút vào. Như vậy cái ý nghĩa đầu tiên của cái việc lau nhà là gì? Là giúp mang những cái bụi bẩn mà cái việc hút đó, nó chưa giải quyết được dứt điểm, thì việc lau nhà sẽ giải quyết. Thì đây là cái tính năng quan trọng nhất của cái việc lau nhà. Nếu anh em là người lau nhà, nếu anh em là người quét nhà, em sẽ hiểu rằng là lau nhà nó mang lại cái cảm giác sạch trọn vẹn. Bởi vì những cái thứ chúng ta không nhìn thấy phải lau chúng ta mới thấy.
Rồi vậy cái tính năng thứ hai của việc lau nhà là cái gì? Nếu mà trên nền nhà nó có những cái bụi bặm mà cái việc hút không thể giải quyết được á, ví dụ như là mình làm đổ một cái miếng cà phê lên trên nền nhà, cái mình để một hồi nó khô mất tiêu, hoặc là bằng cách nào đó vợ mình nấu ăn, vợ mình để dầu mỡ gì đó nó ăn những nền nhà rồi chiều tối về nó khô đi, hay là tương rớt xuống nền nhà nó khô đi, thì chúng ta không nhìn thấy hoặc là chúng ta không để ý, và dĩ nhiên là cái chuyện hút không bao giờ hút được, nó dính xuống nền nhà mà. Thì như vậy cái việc lau cái nền nhà bằng nước, đặc biệt là có cái giải pháp là pha cái nước lau nhà vào, nó sẽ giúp cho cái nền nhà nó sạch sẽ hơn. Như vậy lau nhà sẽ là cái bổ sung cho cái hút bụi cũng như là làm cho nhà sạch hơn. Thì như vậy đối với lại Roborock S8 Mark Venture thì nó có cái gì liên quan đến chuyện lau nhà để làm cho nó hoàn thành cái nhiệm vụ đó tốt hơn, để làm cho nó có một cái trải nghiệm tốt hơn? Trước tiên á, là nó có một cái dẻ lau sử dụng cái công nghệ rung thay vì là xoay tròn như những con robot khác. Tức là cái dẻ đó được gắn lên trên một hệ thống rung kép, và trong mỗi một phút á, thì nó sẽ rung qua rung lại như vậy là 4.000 lần. Thì S8 Mark Venture sẽ có cái giải pháp rung thay vì là xoay tròn. Xoay tròn là xoay như vậy, chúng ta dễ hình dung. Còn khi chúng ta lau nhà thì chúng ta sẽ làm cái tay chúng ta như vậy, hoặc đẩy cây như vậy. Thì cái chuyện rung nó sẽ phần nào đó nó mô phỏng lại cái thao tác của chúng ta, nhưng mà nó sẽ rung như vậy. À, và tốc độ rung của nó là 4.000 lần một phút. Trước đây thì Robodoc làm 2.000, 3.000, tức là cho những con đời cũ á, và đối với con này thì là 4.000 lần. Thì nó rung càng nhanh thì giúp cho nó đánh sạch cái nền càng nhiều, mang bụi bặm đi nhiều hơn. Ở trong con S8 Mark Venture này thì Roborock còn trang bị cho nó một cái dẻ bên hông nữa. À, đây, nó là cái dẻ này, dẻ phụ này. Nó sẽ đi sát vào trong cái cạnh tường và nó mang bụi bặm, nó lau sạch cái cạnh tường. Anh em thấy không? Tự động là bản thân thằng này nó luôn luôn lòi ra ngoài so với lại cái thân của robot, do đó khi nó chạy ngang cái tường á, thì cái này nó sẽ lau sạch, nó mang bụi bặm đi. Thì đó là một cái giải pháp mà Roborock trang bị cho nó. Bởi vì sao họ nghĩ ra cái tay để mà vươn ra đánh bụi lên, tại sao họ nghĩ ra cái dẻ có thể vươn ra để mà lau sạch hơn, thì đó là những cái giải pháp họ muốn làm để cho người dùng có những cái trải nghiệm tốt hơn, để cho robot có thể hoàn thành cái nhiệm vụ của nó tốt hơn. Tuy nhiên mình nghĩ nó một lý do lớn đó là cái sự cạnh tranh giữa những hãng làm robot. Hiện tại thì Trimmy họ cũng có một cái dẻ có thể thò ra để lau được sát cạnh tường. Rồi Ecovac họ cũng có cái công nghệ lòi cái dẻ ra để lau sát cạnh tường. Rồi họ cũng có robot vuông để có thể đi sát cạnh tường lâu hơn. Thì Roborock cũng là một hãng làm robot lau nhà rất là xịn, rất là mạnh, thì họ cũng phải có cái gì đó để mang lại cái trải nghiệm tương tự như vậy, hơn vậy, và có thể cạnh tranh được với những hãng kia. Thì cái chuyện là thò cái dẻ ra để lau cạnh tường hay là thò cái chổi ra để mà quét bụi ở cạnh tường là như vậy. Anh em thấy không? Khi mà các hãng cạnh tranh với nhau thì người dùng sẽ có được những cái giá trị lớn ha, mang lại trải nghiệm tốt hơn và mang lại cái chuyện là cái máy nó hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn là chúng ta. Tiếp tục nói về cái tính năng lau nhà thì con robot này nó sẽ lau bằng cái dẻ rung, sau đó khi nó về cái trạm này thì cái dẻ đó sẽ được giặt sạch, và nó được giặt sạch bằng nước nóng. Ha, tại sao cái chuyện giặt sạch bằng nước nóng quan trọng? Chúng ta giặt dẻ bằng nước lạnh cũng được, nước nóng cũng được. Vậy thì cái chuyện giặt bằng nước nóng nó mang lại giá trị gì? Ha, khi mà anh em giặt hai cái dẻ với cái độ bẩn như nhau thì cái dẻ giặt bằng nước nóng nó sẽ sạch hơn và nó nhanh sạch hơn. Chưa kể là những cái chất như là dầu mỡ bám ở trên nền nhà, bám ở khu vực bàn ăn hoặc là trong khu vực bếp nhà anh em á, được dính vào trong cái dẻ này rồi á, thì giặt bằng nước nóng nó sẽ sạch, chứ giặt bằng nước lạnh nó không có sạch. Đó thì trên cái chạm của con S8 Mark Venture này sẽ giặt ở cái nhiệt độ là 60 độ C. Và nó cũng có tính năng sấy dẻ ở cái nhiệt độ là 60 độ C. Em nhớ rằng là ngày xưa khi mà Roborock họ ra cái con S7 Mark Venture thì họ không có tính năng sấy dẻ, chỉ để không cho nó khô thôi. Và mình cũng sang robot đó, thực sự là mình không cảm thấy là nó bị hôi hay nó bị nấm gì hết. Mình cũng nói với mọi người là như vậy, bởi vì có lẽ là nhà mình ở trên cao, không có ẩm thấp, và mình sống sạch sẽ, do đó là nó không bị cái tình trạng đó, và gió nó hay lùa, mình hay mở máy lạnh, do đó là nó khô. Còn nếu mà anh em ở trong những khu vực ẩm thấp, hoặc anh em để robot ở những khu vực ẩm thấp, hoặc là nhà anh em gần những khu vực ẩm thấp hay là đường này nọ, thì khả năng mà cái dẻ nó bị ướt, nó sinh nấm, nó sinh vi khuẩn là chắc chắn có. Thì như vậy cái tính năng mà sấy dẻ khô nó sẽ giúp cho cái dẻ nó mau khô hơn, thì nó hạn chế cái chuyện là dính vi khuẩn nấm mốc.
thì cái chạm này nó khả năng là nó sẽ sấy cái dẹ ở cái nhiệt độ 60 độ C. Rồi cái việc giặt dẹ nó cũng có một cái yếu tố đáng quan tâm nữa là bản thân trên cái chạm này nó sẽ có một cái bình nước rất là lớn, khoảng 500ml. Thì anh em bỏ cái dung dịch lau nhà vào đó thì con robot nó sẽ tự động nó lấy hóa chất đó để nó giặt dẹ. Và dĩ nhiên hóa chất đó cũng được con robot nó dùng để nó lau nhà chúng ta, tùy theo cái lựa chọn mà anh em chọn khi lau nhà, hoặc là tùy theo con robot nó phát hiện là những cái khu vực nào đó nó bẩn hơn, nó bụi hơn thì nó tự động nó sẽ tới nó lau thêm, hoặc là nó dùng hóa chất như thế nào để nó lau cho nhà sạch hơn. Mình đánh giá rất là cao cái tính năng hút bụi cũng như lau nhà của Roborock S8 Max Ventra. Nếu anh em có sử dụng thảm ở trong nhà thì S8 Max Ventra cũng có những cái lợi ích rất là mạnh mẽ so với những con khác. Thứ nhất là nó có thể nhấc cái dẹ lau cao lên là 20mm, tức là cái khoảng cách nhất cao nhất hiện nay. Do đó là anh em có xài những cái thảm gì đó lông nó mềm mà lông nó cao á, thì đây là con robot có khả năng né được cái chuyện là cái dẹ ướt nó chạm vào cái mặt của cái thảm nhiều nhất. Những con kia chỉ nâng khoảng chừng 15, 10, 11 hoặc là 9mm thôi, con này có thể nâng tới 20mm. Em có thể nhìn thấy được là nó rất là cao so với lại cái thảm, đặc biệt là khi so với nền nhà. Ví dụ như anh nhìn thấy ha, đang nhắc 20mm nè, sát lắm, rất là cao so với nền nhà, bởi vì cái bản chất của cái dẹ rung nó sẽ là như vậy. Thứ hai là nó có lực hút mạnh và cảm biến xịn, nó đi vào thảm nó nhận dạng được ngay đó là cái thảm, và lúc đó nó sẽ nhấc dẹ, đồng thời nó tăng cái lực hút lên để nó hút hiệu quả hơn. Tiếp theo là mình nói về cái việc là con robot này nó sẽ đi qua được cái G ở trong nhà anh em không? Nhà mình cũng có cái G để mà che cái đầu những cái phần gỗ mà mình lát gỗ, mình ốp gỗ giữa cái phòng này với phòng kia, thì nó là cái phần giao điểm, thì mình sẽ có một cây gỗ bên trên mình che đi. Nhưng cây gỗ của mình nó khoảng chừng ít hơn một phân, chứ là con robot leo chuyện bình thường. Tuy nhiên mình từng có một bạn hỏi mình rằng là bây giờ nếu mà ở trong nhà họ làm những cái chặn gì đó, chặn thảm hay là chặn cái gì không biết nữa, mà nó cao tới 2 phân thì con robot có giải quyết được vấn đề không? Thì mình có thử với con robot này, thì mình thấy rằng là nếu mà nó dưới 2 phân, tức là từ 2 phân trở xuống á, thì nó làm được. Miễn là nó chui qua được cái này, cái này mình đo được là 2 phân thì nó đi qua được. Còn nếu mà nó không chui qua được, nó chạm đây á, thì nó sẽ không chui qua. Thì như vậy, nếu mà anh em để những cái G hay cái cây gỗ hay cái gì đó mà nó có cái khoảng cách giữa hai cái sàn nhà anh em á, thì dưới 2 phân là ok, ngon lành luôn. Rồi, đó là về cái chuyện mà nó vượt được cái G. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái vụ điều khiển cũng như là app. Thì đối với một cái hệ thống robot lau nhà thì anh em biết rằng là chúng ta hoàn toàn điều khiển nó thông qua smartphone. Nếu không có cái app đó thì chúng ta sẽ không giải được nó. Và một cái quan trọng nữa là cái bản đồ. Cái bản đồ là cái gì? Con robot nó sẽ vẽ cái sơ đồ nhà chúng ta, nó vẽ cái bản đồ nhà chúng ta ha. Và nó có cái hệ thống để mà nó xác định được nó ở trong cái vị trí nhà của chúng ta. Thì như vậy chúng ta có thể lệnh nó là đi ra chỗ này làm, chỗ kia làm ha, lau nhà này, phòng kia, hay là lau chỗ này chỗ kia, thì nó mới hiểu lệnh của chúng ta. Thì Roborock S8 Max Ventra nó sử dụng cái app của Roborock dĩ nhiên, và nó sử dụng những hệ thống LiDAR trước giờ của Roborock, và nó hoàn thành rất là tốt cái nhiệm vụ vẽ bản đồ cũng như là định vị và đưa nó về nhanh chóng, cũng như tới nhanh chóng cái chỗ mà nó cần phải làm. Rồi nó thêm những tính năng như là anh em có thể xây tường ảo, đưa những khu vực cấm vào, anh em tạo ra bản đồ 3D, đặt tên từng phòng, rồi bỏ những cái đồ nội thất vào trong cái nhà đó rất là dễ dàng, rất là đơn giản. Đó, Roborock trang bị cho nó hệ thống cảm biến để nhìn được những cái vật thể trong nhà, biết đó là cái đôi giày, đôi dép, là dây điện hay là cái gì đó, để nó dễ dàng né tránh, để nó dễ dàng nó di chuyển và làm việc hiệu quả hơn. Rồi nó cũng có hệ thống camera để có thể tương tác được hai chiều, thì nó rất là đơn giản. Và đối với lại cái thế hệ 2024 này thì mình thấy rằng là những cái hãng làm robot bắt đầu trang bị cái khả năng điều khiển bằng giọng nói, thì Roborock S8 Max Ventra anh em sẽ điều khiển nó bằng giọng nói. Ở những cái app nó sẽ hướng dẫn những cái lệnh rất là cụ thể, và tên của nó là Hello Rocky, hay em chỉ nói là Hello Rocky Clean the House, hay là Hello Rocky Back to the Dog, thì tự động nó sẽ theo những lệnh của anh em, hay là Hello Rocky Clean Mop, thì nó sẽ làm theo những lệnh đó. Hiện tại thì nó phản ứng lại những cái lệnh mình nói bằng tiếng Anh, mà mình ra lệnh bằng tiếng Anh. Còn bình thường mình điều khiển thì nó sẽ phản ứng lại bằng tiếng Việt. Ví dụ mình lên app mình mở là lau nhà, mình bấm nút đó thì nó kêu là chuẩn bị đi lau nhà, bây giờ giặt thảm xong, nó báo là giặt thảm xong, bây giờ đi lau nhà, ví dụ vậy. Còn nếu mình dùng cái voice để mình control nó thì nó sẽ phản ứng mình lại bằng tiếng Anh. Và mình thấy là cái việc điều khiển cái con robot này cũng đơn giản,
trong mặt setting á, nó có rất là nhiều thứ trong đó. Và Roborock cũng cho phép anh em khai thác những tính năng mà nó tiên tiến hơn. Họ gọi là cái tính năng AI và cái tính năng phòng lab. Anh em đi vào đó, anh em mở những tính năng tự động lên thì để anh em khai thác tối đa được cái máy này. Và trên app anh em sẽ chỉnh những cái tùy chọn khác nhau. Nãy mình nói là con này nó sẽ có tính năng là hút bụi vào lau nhà. Vậy thì hút bụi nó sẽ có nhiều lực hút, 5 lực hút khác nhau. Lau nhà nó sẽ có nhiều cái mức độ ẩm ướt khác nhau. Đó. Và chúng ta có thể chọn là chỉ lau nhà, chỉ hút bụi. Hút bụi trước, lau nhà sau, vừa hút bụi vào lau nhà. Hay mà vừa lau nhà đó thì sẽ lau bao nhiêu nước, hút bụi bao nhiêu nước. Và tùy khu vực nó sẽ phản ứng như thế nào. Nó cũng cảm biến để nó biết rằng là khu vực đó bẩn hơn thì tự động nó sẽ lau sau một lần. Nó về trong trạm, nó giặt nước, giặt dẻ, sạch sẽ một lần, sau đó lại lần nữa. Ví dụ vậy. Tức là app sẽ có rất là nhiều thứ để anh em có thể khai thác nó hiệu quả hơn, tốt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tổng kết ha. Về kiểu dáng thì mình sẽ không chia sẻ nhiều bởi vì anh em có thể nhìn được cái kiểu dáng của nó. Về tính năng thì anh em thấy rằng là Roborock sau khoảng gần một năm không có xuất hiện nhiều ở thị trường Việt Nam hay thị trường quốc tế, và các hãng khác thì làm rất là nhiều, thì họ đã trở lại với một con rất là mạnh, rất là khủng. Thì S8 Mark V Ultra là một trong những con robot lau nhà xịn nhất hiện nay anh em có thể mua được. Và anh em coi kỹ hơn thì em thấy rằng là cái khả năng hút bụi của nó, khả năng lau nhà của nó mang lại rất là nhiều giá trị, rất là nhiều trải nghiệm. Thì anh em xem những cái gì trong video của mình hay trong bài viết của mình, anh em có thể thấy điều đó. Rồi, xin cảm ơn.